vật chính của câu chuyện là Eita Kido, một thợ săn rồng lửa huyền thoại và cũng là một anh hùng chuyên hành hiệp trượng nghĩa. Đùa thôi chứ Eita Kido là một thanh niên ảo tưởng sức mạnh của thế kỷ 21 và tất cả những thứ hồi nãy đều là do cậu ta tưởng tượng ra. Kido có một cô bạn thời thơ ấu tên là Chiwa và cô ấy thường sang nhà ăn cơm cùng với Kido để cho cậu đỡ buồn vì cha mẹ của Kido đã ly dị rồi bỏ rơi cậu để đi theo nhân tình mới. Chính vì lý do đó mà Kido quyết tâm sẽ không yêu đương gì cả, mà cậu sẽ chuyên tâm học hành để thi vào trường y cho cha mẹ biết mặt, nên thành tích của cậu năm nào cũng đứng nhất trường. Dạo gần đây, một cô gái xinh đẹp có tên là Masuzu Natsukawa vừa mới chuyển đến trường Kido và cô ấy đã nhanh chóng nổi tiếng khắp trường nhờ vào vẻ đẹp của mình. Nhưng Kido không hề quan tâm vì cậu đã thề là nói không với gái vũ. Tuy nhiên, trong đợt đổi chỗ lần này thì cô giáo lại xếp Masuzu ngồi cạnh Kido, khiến cho đám con trai trong lớp rất là ghen tị với cậu ấy, đã học giỏi nhất trường lại còn may mắn được ngồi cạnh người đẹp. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới một ngày, Masuzu đột nhiên bắt chuyện với Kido và đề nghị được đi bộ về nhà cùng với cậu ấy. Đang hoảng hốt nghĩ rằng cô ấy muốn bắt cóc mình, thì Masuzu nói rằng cô ấy đã yêu Kido từ ánh nhìn đầu tiên, khiến cho cậu ấy cùng cả lớp cũng đứng hình luôn. Ngay sau đó, tin đồn về việc hai người yêu nhau đã lan truyền ra khắp cả trường và cặp đôi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của các học sinh khác. Trên đường về, Kido đã kéo Masuzu vào một góc để hỏi mục đích thực sự của cô ấy là gì, thì Masuzu cũng trả lời thẳng là từ khi mới chuyển tới đây thì ngày nào cũng có người tỏ tình với cô ấy. Nhưng Masuzu không tin vào tình yêu nên cô ấy quyết định sẽ để cho Kido làm người yêu giả của mình, vì sau khi điều tra thì cô biết rằng cậu ấy cũng không tin vào tình yêu. Dĩ nhiên là Kido đã từ chối vì cậu ấy chả được lợi gì trong việc này cả, nhưng Masuzu đã lôi ra một cuốn nhật ký rồi đọc nó lên và bên trong đó toàn kể về những cuộc chiến vĩ đại của một thợ săn rồng huyền thoại. Ban đầu đang nghĩ là không biết là thằng ngu nào đã viết ra cái này, nhưng sau một hồi thì Kido nhận ra người viết ra nó chính là cậu ấy. Hóa ra, Kido đã vô tình bán nhầm cuốn nhật ký của mình cho hiệu sách cũ và Masuzu đã mua lại nó. Masuzu đã đe dọa rằng cô ấy sẽ chụp hình đăng Facebook cái cuốn nhật ký viết đầy sự ảo tưởng của cậu, nên Kido không còn cách nào khác là phải chấp nhận làm người yêu giả của Masuzu. Sau đó, hai người họ đã gặp được Chiwa đang đi học về và cô ấy rất tức giận khi biết được Kido đã có người yêu mới. Trở về nhà, Chiwa quyết định là sẽ cua trai đẹp để trả thù Kido, nhưng cậu ấy không muốn quan tâm. Kido đã hỏi Masuzu về việc tiết lộ mối tình giả tạo của bọn họ cho Chiwa, nhưng cô ấy đã từ chối vì bí mật mà có quá nhiều người biết thì không còn là bí mật nữa. Tuy nhiên ngày hôm sau ở trường, Masuzu đã cho biết rằng cô ấy muốn giúp Chiwa trở nên nổi tiếng để có thể tán được trai đẹp bằng cách sử dụng cuốn bí kíp từ một người thần bí, thứ đã khiến cô ấy trở nên nổi tiếng kinh khủng như thế này, làm cho Chiwa không khỏi tò mò. Thế nhưng cô ấy lại lôi ra cuốn bí kíp diệt rồng của Kido và khi Masuzu đọc thành tiếng thì từng câu từng chữ trong cuốn nhật ký như đâm nát con tim bé nhỏ của Kido. Masuzu đã đề nghị bọn họ cùng nhau thành lập một câu lạc bộ để giúp các cô gái hoàn thiện bản thân và mục tiêu đầu tiên của bọn họ là giúp cho Chiwa tán được một senpai có tên là Sakagami. Bước đầu tiên để trở thành người nổi tiếng chính là theo đuổi con đường âm nhạc nên Masuzu quyết định là Chiwa sẽ phải giả vờ là mình biết chơi guitar. Còn dặn là nếu có ai hỏi thì cứ kể đại tiên mấy bài nhạc trong phim Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Bí của Jojo, nhưng Chiwa lại chưa từng coi bộ anime đó. Ngày hôm sau, Chiwa ôm theo một cái vỏ đựng đàn chạy đi khắp nơi để khoe về việc mình chơi guitar rất giỏi, nhưng khi được hỏi là cô ấy yêu nhóm nhạc nào nhất thì không trả lời được, cho nên cứ chạy đi cho nhanh trước khi bị bại lộ. Trong khi chỉ có hai người ở phòng câu lạc bộ, Masuzu rất tò mò về lý do Kido lại quá quan tâm đến Chiwa và cậu ấy đã chia sẻ rằng Chiwa trước đây từng rất đam mê kiếm đạo, nhưng sau một lần bị chấn thương thì cô ấy đã phải từ bỏ mục tiêu của mình. Nghe xong Masuzu cũng đã hiểu được hoàn cảnh của Chiwa, tuy nhiên cô ấy vẫn cấm Kido không được quá thân thiết với các cô gái khác, cho dù cậu chỉ là bạn trai giả của cô ấy mà thôi. Bọn họ lại tiếp tục kế hoạch để làm cho Chiwa nổi tiếng, và lần này Masuzu quyết định bọn họ sẽ phải đóng một vở kịch dũng sĩ diệt rồng dựa theo cuốn bí kíp của Kido. Masuzu sẽ là người lên toàn bộ kịch bản, còn Chiwa sẽ là nhân vật chính và Kido sẽ hỗ trợ cho cô ấy. Sau đó, Chiwa cùng với Kido đã diễn một vở kịch hùng tráng cho cả lớp xem và nhìn họ không khác gì hai đứa vừa trốn khỏi trại tâm thần. Vậy mà cả lớp lại rất hưởng ứng vở kịch của hai người vì bọn họ tưởng rằng hai người vừa diễn một vở hài kịch, khiến cho Masuzu cực kỳ thất vọng, không ngờ là kịch bản tâm huyết của cô lại trở thành hài kịch trong mắt mọi người. Nhận thấy là đã đến lúc Chiwa phải tiến hành tỏ tình với Sakagami, Chiwa đã hẹn anh ta lên sân thượng để nói lời tỏ tình và bất ngờ là anh ta đã nhanh chóng đồng ý, khiến cho Masuzu cùng với Kido đang theo dõi từ xa không khỏi bất ngờ. Hai người đã hẹn nhau đi xem phim vào ngày Chủ nhật, nhưng trên đường về Chiwa có vẻ vẫn không vui sau khi thành công tán được một anh đẹp trai lớp trên. Tối hôm đó, Kido đã nấu rất nhiều món ngon để ăn mừng thành công của Chiwa trong sự nghiệp cua trai đẹp, nhưng Chiwa đột nhiên rơi nước mắt vì người mà cô ấy muốn được hẹn hò lại chính là Kido,
nhưng cậu ấy lại không hiểu tình cảm của Chiwa dành cho mình. Năm vào cấp 2, Kido đã bị cha mẹ bỏ rơi sau khi họ chạy theo nhân tình của mình, và Chiwa là người thường xuyên sang tâm sự với cậu để cho cậu bớt cô đơn. Biết rằng Chiwa đang gặp một chấn thương khá nặng vì tập kiếm đạo, nên Kido đã hứa rằng sau này cậu sẽ trở thành bác sĩ để chữa khỏi chân cho Chiwa, khiến cho cô ấy cảm động mà không kiềm được nước mắt. Cuối cùng thì ngày Chiwa đi xem phim với Sakagami cũng đã đến, và Kido cùng với Masuzu cũng sẽ đi theo để quan sát cuộc hẹn hò của bọn họ. Tuy nhiên, chờ mãi mà vẫn không thấy Sakagami đến, khá chắc kèo là Chiwa đã bị hắn ta cho leo cây. Đến gần trưa thì Sakagami đã xuất hiện cùng với đám bạn của hắn ta, và hóa ra là bọn chúng chỉ đang cá cược xem liệu Chiwa có ngồi chờ Sakagami đến tận trưa hay không. Kido muốn lao vào giải vây cho Chiwa, và Masuzu đã giữ cậu ấy lại vì không muốn bạn trai của mình lại đi cứu cô gái khác. Nhưng Kido đã búng yêu Masuzu một cái rồi chạy đi cứu Chiwa. Kido đã hóa thành siêu nhân lao tới tấn công Sakagami nhưng không trúng. Và sau đó cậu đã thi triển một đống tuyệt chiêu diệt rồng của mình để đối phó với bọn chúng. Tuy nhiên, mọi người xung quanh nhìn cậu không khác gì một thằng vừa chơi đồ. Và bọn Sakagami cũng nhanh chóng giọt lẹ vì không muốn dây dưa với mấy thằng điên. Nhưng Masuzu vẫn quyết bắt hắn ta phải xin lỗi Chiwa cho bằng được. Nên bọn chúng đã nện cho cậu một trận như tử. Chiwa đã chửi một đứa trong bọn chúng là đồ cờ hó nên tên đó đòi đánh luôn cả Chiwa, nhưng không biết từ đâu bay ra một cây gậy và Chiwa đã dùng nó để đánh bọn chúng bằng kỹ thuật kiếm đạo của cô. Tên Sakagami cũng bị đánh trong một trận như tử và hắn thể là không bao giờ dám động vào nhóm của bọn họ nữa. Ngày hôm sau, chuyện Kido lao vào cứu Chiwa và Sakagami là một thằng khốn đã lan ra khắp trường. Masuzu thì đã xin nghỉ ngày hôm đó nên Kido đã tìm đến nhà cô ấy để hỏi thăm, nhưng cô ấy đột nhiên từ đâu lao ra ôm cậu từ phía sau lưng. Masuzu lo sợ rằng Kido sẽ lại tiếp tục chạy theo người con gái khác, nên cô ấy đã cướp đi nụ hôn đầu của Kido để đánh dấu quyền sở hữu. Đang bị đứng hình một hồi thì Masuzu đã cho Kido biết rằng cô ấy chỉ đang parody lại cảnh Gio hôn Erina trong phần 1 của Jojo mà thôi, còn bắt cậu ấy phải uống nước bùn để súc miệng. Nhân lúc Masuzu không có ở câu lạc bộ, Chiwa đã dịch lại gần dựa vào người Kido, còn giả vờ nói rằng cô ấy đang tập luyện dần cho quen để sau này có người yêu cho đỡ bỡ ngỡ. Tuy nhiên, Masuzu từ đâu xuất hiện rồi dí mặt Chiwa vào đống bánh mì ở trên bàn, cho trừ cái tội lén phén với bồ của chị. Trên đường đi học về, Masuzu đã cảnh báo Kido rằng cậu không được phép gần gũi với các cô gái khác ở sau lưng cô ấy, nếu không thì cô ấy sẽ đọc cuốn bí kíp diệt rồng của cậu cho cả trường nghe. Đang nói chuyện thì một cô bé loli có vẻ giàu có đã tiếp cận hai người bọn họ, và cô bé chính là em gái của Masuzu có tên là Mana. Mana cứ mở mồm ra là lại miệt thị Masuzu khiến cho cô ấy cảm thấy cực kỳ khó chịu. Và khi biết rằng Kido chính là bạn trai của cô ấy thì Mana đã hôn cậu để trêu tức cô. Trong giờ học bơi, cả lớp đã nháo nhào lên khi thấy Masuzu mặc bộ đồ bơi, nhưng khi vừa mới xuống nước thì cô ấy đã dễ đành đạch vì không biết bơi. Kido đã cố gắng gọi thầy giáo để hô hấp nhân tạo cho Masuzu, nhưng nhìn thấy cảnh này thì Kido đã suy nghĩ lại, rồi quyết định là cậu ấy sẽ tự hô hấp nhân tạo cho cô bạn gái của mình. Tỉnh lại ở trong phòng y tế, Masuzu đã cho Kido biết rằng cô ấy cảm thấy ghen tị lúc nhìn Mana hôn cậu. Nhưng khi nhận ra Kido đã hô hấp nhân tạo cho cô thì Masuzu lại cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày hôm sau, Kido đã nhìn thấy một bức thư tỏ tình ở trong tủ đồ của mình, nhưng cậu đã giấu không cho hai cô gái biết về chuyện này. Chiều hôm đó, Kido đã đi lên sân thượng để gặp cô gái gửi bức thư và cô ấy tự giới thiệu mình là người yêu cũ của Kido có tên là Himeka. Tuy nhiên, Kido còn chẳng quen biết gì cô bé này, đã vậy cô bé còn tự nhận mình chính là người yêu từ kiếp trước của cậu, nên cậu ấy đã nhận ra là cô bé cũng bị bệnh ảo tưởng giống mình. Ngay sau đó, Himeka đã chạy tới ôm chặt lấy cậu và Masuzu cùng với Chiwa đã đứng phía sau chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Masuzu cũng nhanh chóng nhận ra là Himeka cũng bị mắc căn bệnh ảo tưởng giống của Kido nhưng nặng hơn, nên cô ấy lôi cuốn bí kíp diệt rồng của Kido ra để đọc cho mọi người nghe về kiếp trước của cậu, khiến cậu không biết phải chui vào đâu cho hết xấu hổ. Kido đã thắc mắc rằng tại sao Himeka lại quan tâm tới cậu ấy như vậy, thì hóa ra là cô ấy đã cảm động khi chứng kiến cậu hóa thân thành dũng sĩ diệt rồng để cứu Chiwa khỏi đám Sakagami. Câu lạc bộ của bọn họ đã được giao nhiệm vụ lau dọn bể bơi của trường và Chiwa đã trêu chọc Masuzu chuyện cô ấy không biết bơi, nhưng cũng vì thế mà chị đây mới biết được vị môi của Kido. Đang lau dọn thì đột nhiên Mana đi tới gặp bọn họ và cô bé cho Masuzu biết rằng bố của bọn họ yêu cầu Masuzu phải khăn gói trở về nhà ở Thụy Điển ngay lập tức. Ngay sau đó, Himeka đã chạy tới đưa cho Kido một tập thơ mà cô bé mới sáng tác, nhưng Mana đã giật lấy tập thơ và sau khi đọc xong thì Mana đã chế nhạo sự ảo tưởng của Himeka. Kido cảm thấy rất tức giận trước hành động của Mana, nên cậu ấy đã lao lên bắt cô phải xin lỗi Himeka, nhưng tay vệ sĩ cao to của cô ấy đã chặn cậu lại. Masuzu cũng thấy khó chịu về việc này nên cô ấy đã quát Mana và bắt cô bé phải xin lỗi Himeka. Qua lời nói của Masuzu, mọi người biết được rằng cha mẹ của hai chị em đã ly dị nhau
và mẹ của bọn họ cũng đã bỏ đi biệt tích từ lâu, nhưng Masuzu vẫn quyết định trở về căn nhà cũ của bọn họ ở Nhật Bản để chờ mẹ. Masuzu đã từ chối trở về Thụy Điển theo lời của bố cô ấy, nên Mana đành phải bỏ về mà không có chị của mình. Cô gái đội trưởng của đội kỷ luật có tên là Ai đã bắt câu lạc bộ của bọn họ phải giải tán vì cho rằng bọn họ không tuân thủ quy định của nhà trường. Nhưng Chiwa lại cho rằng cô ấy đang ghen tị bởi câu lạc bộ của bọn họ có trai, còn đội kỷ luật của cô ấy chỉ toàn là con gái. Cảm thấy bị xúc phạm, Ai đã khoe rằng cô ấy thực ra cũng có một anh người yêu đẹp trai nhà giàu người Mỹ, nghe qua thôi là biết cô ấy đang bốc phét. Ngày hôm sau, Kido đã đi đến lớp luyện thi đại học và cậu đã vô tình gặp được Ai ở đây. Khi biết rằng hai người họ sẽ học cùng lớp với nhau thì Ai đã nhảy dựng lên vì vui sướng, nhưng cô ấy đã nhanh chóng quay trở lại chế độ chảnh chó của mình. Cậu bạn thân ở trên lớp của Kido cũng luyện thi ở đây và cậu ta từng là bạn cấp 1 của Ai. Tối hôm đó, Masuzu đã gọi Kido ra ngoài quán cà phê để bắt cậu phải tìm hiểu về anh người yêu quốc tịch Mỹ của Ai. Vì cô ấy cho rằng Ai đang bốc phét để giữ sĩ diện và cô muốn lợi dụng sự thật đó để ép Ai phải để câu lạc bộ bọn họ mở cửa trở lại. Cậu bạn thân đã nói rất nhiều điều tốt về Ai trước mặt Kido vì cậu ấy biết là Ai rất thích Kido nên cậu đã giúp cho cô bạn của mình một tay. Ai đã mời Kido ăn bento mà cô ấy đã chuẩn bị cho cậu và khi được cậu khen là đồ ăn mà cô ấy nấu rất ngon thì cô ấy đã không kiềm chế được sự hạnh phúc mà chạy một mạch ra ngoài. Sau đó, Ai đã định cho Kido biết là cô ấy chỉ đang bốc phét về anh người yêu quốc tịch Mỹ, nhưng chưa kịp nói thì Chiwa cùng với Himeka đột nhiên xuất hiện, nên cô ấy đành phải tiếp tục bốc phét chứ nói thật ra thì nhục không chịu nổi. Sắp tới sẽ đến ngày lễ hội pháo hoa của Nhật Bản và Ai đã dự định là sẽ mời Kido đi xem cùng mình, nhưng cậu ấy đã quyết định là sẽ ở nhà để ôn thi. Để giúp Ai có thể được đi chơi cùng với Kido, cậu bạn thân đã lôi ra 3 tấm vé xem phim để rủ cậu ấy đi và cậu ấy đã nhanh chóng đồng ý. Masuzu đã yêu cầu Kido phải tán đổ được Ai trong buổi đi xem phim. Vì nếu cô ấy đổ Kido thì chứng tỏ rằng anh người yêu quốc tịch Mỹ là do cô ấy bịa ra. Nhưng khi Kido định từ chối thì Masuzu lại lôi cuốn bí kíp diệt rồng của cậu ra để tụng kinh, khiến cậu không thể nào làm trái lời của Masuzu. Trong ngày bọn họ đi xem phim, Chiwa cũng đòi được đi theo Kido và Masuzu sẽ bám theo sau để chỉ đạo hai người họ làm theo kế hoạch của cô ấy. Trên đường đi, Ai đã hỏi cảm nghĩ của Kido về bộ đồ của cô ấy. Và khi được cậu khen xinh thì cô ấy đã vui không chịu được, nhưng Chiwa ngay lập tức xuất hiện phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn của bọn họ. Bộ phim mà bọn họ đi coi là một bộ phim kinh dị, nên Ai đã cầm tay Kido để cho bớt sợ, và khi nhìn thấy vậy thì Chiwa ở bên kia cũng làm điều tương tự. Tuy nhiên, lúc đến cảnh lãng mạn trong bộ phim thì hai cô gái đã giằng co rất ác liệt để cổ vũ cho nhân vật trong phim, chỉ khổ mỗi Kido ngồi ở giữa mà thôi, và Masuzu đang theo dõi ở phía sau cũng cổ vũ không thua kém gì hai người bọn họ. Khi lớp học thêm kết thúc, Kido đã nhìn thấy một cuốn vở bị bỏ quên ở trong ngăn bàn và cậu phát hiện ra là bên trong toàn là những lời văn ảo tưởng của một kẻ đang bị cuồng tình yêu. Hóa ra Ai chính là chủ nhân của cuốn vở đó và cô ấy đã phát hiện ra là Kido đã đọc được bí mật của cô ấy nên cậu đã nhanh chóng tháo chạy để giữ cái mạng của mình, nhưng cuối cùng thì vẫn bị Ai bắt được. Ai cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi bị Kido phát hiện ra rằng mình là một kẻ ảo tưởng trong tình yêu. Tuy nhiên Kido đã động viên Ai bằng cách cho cô ấy biết rằng cậu thực ra cũng là một thằng ảo tưởng sức mạnh. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình là dũng sĩ diệt rồng giải cứu thế giới và sau khi nghe được điều đó thì cô ấy đã nhanh chóng vui vẻ trở lại. Tuy nhiên, Kido đã làm nhanh cuốn vở ảo tưởng của cô ấy nên cô ấy đã bắt cậu phải cùng cô ấy đi xem pháo hoa. Kido đã phải trốn các cô gái khác để đi xem pháo hoa với Ai và trên đường đi thì Ai đã dẫn cậu ấy tới những nơi gắn liền với tuổi thơ của cậu. Trong lúc hai người ngắm pháo hoa thì Kido đột nhiên nhớ ra Ai chính là một người bạn thân từ thời mẫu giáo của cậu và bọn họ cũng đã từng ngồi ngắm pháo hoa với nhau ở đây khi còn nhỏ. Hai người đã bị mất liên lạc khi gia đình Ai chuyển tới nơi khác sống, nhưng khi gặp lại Kido ở trường cấp 3 thì Ai đã ngay lập tức nhận ra cậu ấy, mặc dù cậu đã quên mất cô bạn thời mẫu giáo của mình. Ai sau đó đã lôi ra một tờ giấy để đưa cho Kido xem, và nó chính là giấy đăng ký kết hôn của hai người họ khi chơi đồ hàng từ thời mẫu giáo. Vậy mà Ai vẫn giữ nó tới tận bây giờ rồi bắt cậu phải thực hiện lời hứa kết hôn với cô ấy. Kido cho rằng thời mẫu giáo chỉ viết cho vui chứ ai nghĩ phải kết hôn thật, nên cậu ấy đã bỏ Ai lại rồi hoảng hốt chạy một mạch trở về nhà. Ngày hôm sau, Ai đã cho phép câu lạc bộ của bọn họ được hoạt động trở lại, nhưng với điều kiện là cô ấy cũng sẽ tham gia vào câu lạc bộ. Sắp tới câu lạc bộ của bọn họ sẽ tổ chức đi trại hè ở bãi biển, nên Chiwa và Masuzu đã bắt Kido phải đi chọn đồ bơi cùng với bọn họ. Nhưng trong khi đang chờ hai người họ thì một cánh tay đã kéo cậu ấy vào trong và hóa ra người đó chính là Himeka. Vừa mới thoát được ra ngoài thì cậu ấy đã bị Ai kéo đi để giúp cô ấy chọn đồ, nhưng cô ấy đã chọn hẳn cả cái váy cưới luôn cho nó máu. Chiều hôm đó khi mọi người đến nhà của Kido chơi thì dì của Kido đã phát hiện ra rằng Masuzu chỉ là người yêu giả của Kido mà thôi. Công việc của dì ấy là nhà sản xuất game tán gái nên chỉ cần nhìn qua cách thể hiện là biết Masuzu và Kido chỉ đang diễn với nhau.
Để chứng minh cho lời nói của mình, dì ấy đã đề nghị các cô gái trả lời một câu hỏi trong app chấm điểm tình yêu do công ty của dì phát triển ra. Và sau khi hoàn thành trò chơi thì người có tình cảm nhiều nhất với Kido chính là ai, còn Masuzu là người đứng cuối cùng. Masuzu không đồng tình với kết quả của cái app tình yêu kia, nên dì đã đề nghị các cô gái hãy tham gia cuộc thi tỏ tình do công ty của dì ấy tổ chức ở trên bãi biển, và cô gái nào đạt giải cao nhất thì sẽ được làm bạn gái của thằng cháu dì. Lo sợ rằng chuyện của bọn họ sẽ bị bại lộ, Masuzu đã bàn bạc kế hoạch với Kido để khiến cho mọi người tin rằng hai người đang thực sự yêu nhau. Ngồi trên chuyến tàu đi ra biển, Masuzu và Kido đã cố gắng diễn cho thật giống như là một đôi đang yêu nhau, nhưng các cô gái vẫn khẳng định rằng trông hai người họ rất giả tạo. Đến bãi biển, các cô gái đã chạy xuống biển chơi đùa vui vẻ cùng nhau, nhưng Masuzu thì lại phải ngồi trên bờ vì cô ấy không biết bơi. Và khi nhìn thấy những thanh niên cô đơn khác đang nhìn ngắm Masuzu một cách rất khao khát, thì Kido đành phải ở lại trên bờ để canh người yêu của mình. Tối hôm đó, trong khi mọi người đang vui vẻ chơi bài với nhau, thì Chiwa đã đưa ra một vài chiếc móc nhỏ mà cô ấy cùng với Himika đã đặt làm và cho biết rằng chúng sẽ là huy hiệu cho câu lạc bộ của bọn họ. Mọi người cũng đã cảm ơn Masuzu vì cô ấy đã lập nên câu lạc bộ này, nên bọn họ mới có thể được làm bạn với nhau, khiến cho Masuzu hết sức là cảm động. Sau đó, Masuzu đã gặp riêng Kido ở trong phòng cô ấy và cho biết rằng cô ấy cảm thấy rất hối hận vì đã lừa dối mọi người trong khi ai cũng dành rất nhiều tình cảm cho mình. Nên cô ấy quyết định là sau khi cuộc thi kết thúc thì cô ấy sẽ trao trả sự tự do cho Kido và sẽ không sử dụng bí kíp diệt rồng để ép buộc cậu ấy nữa. Ngày hôm sau, trên đường tới chỗ cuộc thi diễn ra thì Kido đã bị mana tông trúng và cậu ấy đã lỡ chạm vào chỗ không nên chạm, nên cô bé đã mắng chửi cậu ấy không ngớt. Tuy nhiên, hai người vẫn ra ngồi nói chuyện với nhau ở ngoài bờ biển và trong khi nói chuyện thì mana đã cho cậu ấy biết rằng cha của bọn họ chỉ coi Masuzu như là một công cụ để khoe khoang với bạn bè của ông ấy, nên từ nhỏ cô ấy đã phải sống một cách giả tạo mà không được làm những điều mình yêu thích. Sau cuộc nói chuyện đó thì Kido cũng dần nhận ra rằng người mà cậu thực sự yêu chính là Masuzu, nên cậu ấy đã nhanh chóng chạy đến chỗ cuộc thi để tìm cô ấy. Lúc này, các cô gái đều đã hoàn thành phần thi của mình và khi Masuzu bước lên sân khấu thì ai nấy cũng đều trầm trồ về vẻ đẹp của cô ấy. Tuy nhiên, Masuzu lại cho rằng mình không xứng đáng được tham gia cuộc thi này vì cô ấy đã chia tay với người yêu tối hôm qua, khiến cho khán giả hết sức là không hài lòng về phần thi của cô. Bỗng Kido đột nhiên xuất hiện ở phía dưới đám đông nói rằng cậu ấy muốn bọn họ tiếp tục giả làm người yêu của nhau và cậu đã hét lớn là cậu yêu cô ấy rất nhiều, rồi chạy lên khán đài khóa môi Masuzu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cuối ngày hôm đó, không một cô gái nào xuống ngồi ăn cơm với cậu ở dưới phòng khách nữa. Thế nhưng, ngày hôm sau khi mới ngủ dậy thì Masuzu đã nhảy lên đột kích Kido và lần này cô ấy đã mạnh dạn thể hiện tình cảm thật sự của mình với cậu vì hai người không còn là người yêu giả nữa. Theo lời của dì thì Kido vừa chính thức khởi động một cuộc chiến giữa các cô gái và nếu muốn dừng chuyện này lại thì cậu ấy sẽ phải khiến cho những cô gái khác ghét cậu. Người đầu tiên mà Kido gặp chính là Himeka và cậu đã cố gắng chứng minh rằng mình không phải là người yêu kiếp trước của cô bé, nhưng mà cô bé vẫn không chịu buông tha cho Kido. Sau thất bại với Himeka thì Kido đã tìm tới phòng của Ai và có vẻ như là cô ấy đang rất là giận cậu. Kido đã mượn tờ giấy đăng ký kết hôn của Ai và tính là sẽ xé nó đi để khiến cho cô ấy căm ghét cậu. Nhưng cậu đã bị tờ giấy cứa đứt tay rồi vô tình điểm chỉ tờ giấy kết hôn bằng máu của mình, khiến cho Ai hết sức là vui mừng rồi quyết định là hai người sẽ cưới nhau sau khi học xong. Người cuối cùng là cô bạn thở nhỏ Chiwa, nhưng cô ấy lại không hề giận Kido mà còn tuyên bố là cô nhất định sẽ giành lại cậu từ tay Masuzu. Nói xong thì cô ấy đã khóa môi cậu rồi nói ra tình cảm thực sự của mình. Masuzu đã đứng ở sau hai người họ và chứng kiến hết mọi chuyện, nhưng cô ấy không hề nổi giận mà còn chấp nhận lời tuyên chiến của cô bạn thở nhỏ với danh nghĩa là người yêu chính thức của Kido. Cảm ơn các bạn đã xem hết video review bộ anime Bạn gái với bạn thời thơ ấu. Mình sẽ để những video khác của kênh ở đây và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký cùng với nút chuông để nhận thông báo của những video mới nhất.